Vâng, người đang đến bên cạnh, sưởi ấm luôn trái tim hiu quạnh. Ngày dài quá anh tìm, cuộc sân mơ có em bên anh. Để thân em biết yêu, với trong mình thật đáng yêu. Gọi thơm thương giống mơ mềm, lòng ấm hơn vì vì giờ đã có ai chở che bình minh lại cướp bồ. Cho anh biết bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu niềm vui, quan tâm anh đến từng chút. Nghe lời yêu ta trao cho nhau, anh luôn nhớ từng giây từng phút. Để trong tim anh yêu hết mình, đến bên em mọi nơi mọi lúc. Anh sẽ mãi là điểm tựa khi mình mỏi mệt dựa vào vai. Khi em cần một người dẫn lối, đến bên anh nắm chặt bàn tay. Hẹn ta bước đi bên nhau, mọi người thường gọi cấp bộ kêu kêu cùng anh đi đến mai sau. Đến yên đường của phần tình yêu. Đang đến bên cạnh, sưởi ấm luôn trái tim hiu quạnh. Ngày dài quá anh tìm, cuộc sân mơ có em bên anh. Để biết yêu, với trong mình thật đáng yêu. Gọi thơm thương giấc mơ mềm, lòng ấm hơn vì vì giờ đã có ai chở che bình minh lại cướp bồ kiều, cướp bồ cô te. Và người đã mê mẩn yêu thương vây quanh tâm trí anh, em đã may biết bao niềm tin cùng với ấm em bên cạnh. Và anh cũng biết là vì con tim anh đây sẽ không yêu ai ngoài em đâu em. Người ơi hãy đến bên anh và hẹn vây. Trong mình thật đáng yêu, gọi thơm thương giấc mơ mềm, lòng ấm hơn vì vì giờ đã có ai chở che bình minh lại cướp bồ kiều, kiều kiều cướp bồ kiều, kiều kiều chính giữa nơi anh thích. Và những ai yêu nhau trọn vẹn đến mai sau. Định mệnh nhanh dữ trời. Sao buồn vậy? Sao im lặng vậy? Có vấn đề. Thích nó phải không? Đây nè, ngồi đây nè. Xích qua tôi ngồi. Không cho em đi học gì hết trơn á. Ê, đi kiểu gì vậy hả? Cái gì vậy trời, ở đây không phải công viên đâu nha. Về chỗ đi trời. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Hai em xuống dưới ngồi đi. Chỗ này của em mà. Thôi tương xuống dưới ngồi nha. Bà qua đây ngồi đi. Bộ muốn đổi chỗ hả? Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt quá mà. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt chết đi nè. Chưởng. Cho mày chết. Chưởng. Trời ơi. Cho mày chết. Cho mày. Ơ. Thằng nha. Hôm qua em chép bài chưa? Bài gì?
thì cái tập tôi để trên bàn cho ông đó. Rồi. Cảm ơn nha. Ông về chỗ cho tôi ngồi. Mọi người đã biết thì trường chúng ta hàng năm đều có đại hội âm nhạc liên hiệp trường. Nhưng mà năm nay thầy tin với những nhân tố mới chúng ta sẽ chiến thắng. Các em có muốn được tỏa sáng không? Dạ muốn. Ủa mày biết hát hả? Biết sao? Tao có thể hát được bằng 6 thứ tiếng. Wow. Tao có thể rap bằng 8 thứ tiếng. Tao tao có thể sủa 10 thứ tiếng. Vậy năm nay tụi mình quyết định tỏa sáng. Ồn mập làm móng nó mất tiêu rồi trời. Nó đâu rồi? Chắc nó đi ăn rồi đại ca. Trời ơi, mua đồ ăn vậy nó chưa về đó trời. Chắc nó đi lạc rồi. Khùng nó. Cờ khờ sao? Khờ như quỷ. Ở đây không bán cho chị Châu. Nếu tôi đi của nhà, quán này chỉ bán cho học sinh thôi. Đang làm đi. Lị đi. Có thường hả? Sao? Giờ ngồi lì đó phải không? Có tin tao kêu đại ca qua quýnh mày không? Hả? Chừng nào mày mới đi? Xin ra coi. Hả? Xin ra. Làm gì vậy? Tiếng có làm gì đâu đại ca. Làm gì vậy? Có làm gì đâu. Đi vậy? Gì đâu? Đi quá. Tao dạ. Quýnh mà bây giờ không có đủ không? Suốt ngày quýnh hoài. Ủa anh Minh, lâu quá không gặp anh. Anh làm gì ra vậy anh Minh? Ừ, anh làm giám thị ở đây. À, anh dạy ở đây hả? Ừ. À, lại uống ly cà phê đi anh. Ừ, thôi được rồi, em ngồi chơi đi. Như quá khứ của mình sẽ làm giám thị được ta. Khánh! Khánh! Đi đâu nãy giờ vậy? Bài một đống trên lớp. Cô kêu mày lên chép bài kìa. Tao đi ra ngoài ăn với Hoa xíu. Nửa tiếng nữa vô tí rồi. Thôi ra ngoài ăn một tí. Tao cũng để cặp trên đó rồi. Đi mình đi. Ê. Hả? Trời ơi. Ê.
Vô uống cà phê mày. Vô đây. Trời ơi, tao có làm gì mày đâu hả? Vô ngồi. Khánh. Chết cha, hôm nay nó tới nữa rồi. Để mày. Không muốn lộn gì đó. Không có làm gì mày vậy đó. Ba thằng. Hôm nay đi có ba thằng, mình quất được. Vô nó nói mày quýnh nghe. Ai? Tao quýnh một. Hả? Sao mày khôn quá vậy? Tao quýnh thằng bự nè. Đi vô đi chơi. Đi vô đi chơi. Mai lui đây. Đây Khánh. Cẩn thận nha Khánh. Muốn ra mời bạn vô. Mời mấy bạn vô. Giờ sao mày? Chuẩn bị quýnh rồi. Mấy bạn cứ vô chơi. Quýnh lộn quá sợ. Mày bây giờ là mấy người. Vô ngồi đi với ông nội. Mày nói đồ quýnh em kìa kìa. Ê, nhỏ bữa quýnh lộn đá là xỉu á. Nhỏ tên gì mày? Phải nó rồi. Cho nít Yahoo đi. Xin nít Yahoo rồi. Sao được không? Nít Yahoo hả? Ờ, đúng rồi má. Hôm nay mày lên là chủ yếu để kiếm con nhỏ đó đó hả? Ờ. Ủa mà cái quán này mày mua lại luôn hả? Ờ, quán tao mới mua lại. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm Người Bị Ân. Tôi là MC Trấn Khánh, còn đây là Việt My. Hoài Hưng. Vâng, ngày hôm nay hai vị có điều gì muốn nói với tất cả khán giả ở đây không ạ? À, nói chung thì cá nhân Hưng á, là đây là cái chương trình game show mà hay nhất mà Hưng từng được tham gia. À còn chị Việt My ạ? À? À cá nhân của mày đây là cái game show cuối cùng My tham gia. Và chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên. Xin mời hai người bị ấn. Kính thưa quý vị, trong hai người này có một người là ca sĩ chuyên nghiệp. Vâng, tôi xin phỏng vấn những người này. Anh có thể nào khẳng định cho mọi người biết anh là ca sĩ chuyên nghiệp được không ạ? Tất nhiên tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, tại vì từ nhỏ tôi đã bị chuồn chuồn cắn lỗ mũi. Hả? Vậy là chuyên nghiệp đó hả? Vâng, tôi chắc chắn. Còn anh bên đây thì sao ạ? Nhìn tôi là biết rồi. Hả? Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp. Hả? Tại xưa tôi bị té giếng á, giọng tôi thành như ca sĩ. Ôi chuyên nghiệp. Cho nó phô diễn gì mới biết phô má. Má tóc chiến cho nó phô diễn đi. Vâng. Vâng. Xin mời hai trình diễn. Dạ bẩm Vinh, xin phép ngồi. Chúa con mèo con mèo con cho con mèo con cho con mèo con mèo con chó con chó con mèo mèo con mèo con mèo con cho con mèo con. Vị giám khảo đây có cảm nghĩ gì không ạ? À, theo Hoài Hân cảm thấy á, thì cái thằng đầu dựng á, nó có khiếu âm nhạc hơn. Người ta đang hát mà nó nhảy vô là nó có khiếu rồi. Đó là cái khiếu như là bẩm sinh á, cái gen âm nhạc. À, còn Việt My sao ạ? À, theo My á, là My cái anh nhỏ đó bé đó. Tại vì ảnh té nhiều lần cho nên là có thể là anh thở oxy đó. Đúng, anh chạm vô cái gì thằng kinh làm. Đúng rồi, cái gì cho nên bây giờ mình cứ quyết định đi, chiều nay ăn cái gì. Đúng rồi, liên quan quá ha, mày tiếp đi. Trời ơi, gì má.
Vâng, thưa các bạn, xin mời hai nhân vật Vị Ấn ra đây. Vâng, về phía của đội Hoài Hân thì chọn anh Cao Cao này. Còn về phía đội chị Việt My thì chọn anh Su Su này. Vâng, tôi xin công bố kết quả. Người bị ấn của ngày hôm nay, cả hai người này đều là học sinh. Yeah, yeah. Tôi kêu các em vô đây đâu phải là các em giỡn đâu. Có những chuyện thật tình cờ khi hai người ngồi thật lâu mong chờ ai đến khi vào vòng thương người. Mỗi giây gặp một nụ cười khi anh ngồi lại gần em, ta làm quen và quên đi nơi đây thời gian cứ trôi. Xin cho em giây phút bình yên nhìn ngắm anh, bờ môi tìm đến nhau giữ bóng lúc nào. Đôi ta sẽ mê ngắm hoàng hôn vội vã buông, hãy lại gần với em. Chỉ cần đôi tay mình nắm chặt, yên lặng cùng nhìn ngắm vì sao. Ôm em trong vòng tay còn tim ngập tràn niềm hạnh phúc. Chỉ cần xin một nụ cười đó em hẹn đúng chỗ nhìn anh. Cho em đây ngẩn ngơ ngột ngào bồi sôi bao đêm vì nhung nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. I love you, bye. Xin cho em giây phút bình yên mình ngắm anh, bờ môi tìm đến nhau giữa ngọt ngào. Thầy làm gì vậy thầy? Em đang phá hỏng buổi tập của cả nhóm đó mì. Phá hỏng gì, em cũng đang tập thôi. Em làm việc nên có một chút chuyên nghiệp đi. Vậy theo thầy thế nào là chuyên nghiệp? Vậy theo em chuyên nghiệp là như thế nào? Thôi em sẽ chứng minh cho thầy thấy thế nào là chuyên nghiệp. Mọi người đi theo tôi. Con mì nó đại ca, đại ca. Trời ơi. Mọi người đi đâu vậy? Khánh, Khánh, Khánh ơi, Khánh. Khánh. Ủa vậy là sao thầy? Giấu anh đi một nơi đâu, nơi riêng mình em biết, để tình mình còn mãi trong em vẹn nguyên. Sẽ mới như chưa từng yêu nhau, và còn nhiều điều tha thiết muốn làm cho nhau. Hãy cho em được nghe từ anh một lời thật thà, em phải mãi mãi say ngủ trong nhớ thương, hoặc là yêu nhau. Mấy ơi, bà làm gì vậy? Đừng vậy mà, nghe tôi nói nè. Đại ca, bà làm gì kỳ vậy mày? Bà làm như vậy sao trường mình chiến thắng được? Bà cứ tin nói tôi, để tôi dắt bà về nhà sẽ thấy sự chuyên nghiệp là như thế nào. Ơi My, con đừng nói sư phụ là... Ủa, vậy là sao? Ủa, Duy đâu? Thằng Duy đi tè rồi. Thôi, đi đi, 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 đi.
quên lời rồi. Cái cuốn nhạc anh đưa cho em đâu? Em đã quên ở trường rồi. Tại sao lại để quên ở trường trong khi ngày mai là mình thi rồi? Thì em quên được chưa? Cuốn nhạc không. Vậy ngày mai làm sao mình thi? Giờ anh muốn sao? Bắt quá thì em lên trường em lấy. Được chưa? Nhạc của ma hả? Á lộn, đây là nhạc của My. Wow. Wow, đẹp quá ta. Chưa chuyên nghiệp nha. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back of memory over and over. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Can I find a single piece of me? Game over. Chịu thôi sao giờ? Thôi thì thầy nói vậy. Giờ các em ngồi đây, trong các em ai là người hát tốt nhất thì lên đi. Hay, anh hai nè, anh hai hát hay lắm luôn á. Hả? Không, không có thầy ơi. Con chỉ viết nhạc được thôi. Con hát dở lắm. Không có đâu, anh hai biết hát á thầy. Con hát đi, con hát thử đi. Lục anh muốn nghe hả? Rồi Tuấn, em lên đây thử đi Tuấn. Lên thầy đàn chưa? Em cũng muốn nghe. Yêu người xấu trong tim bao lâu nay, anh cần lại cả đình hoài. Ta quen nhau bao lâu đến tiền dần mãi mình xa rời. Hãy đến gần em, cầm tay trong hôn, để cho nhận thấy em tồn tại. Ngày tháng cùng nhau vượt qua bao khổ đau, giờ đây chỉ em với nỗi u sầu. Còn nhớ ngày xưa mình bước trong chiều mưa, lặng ngồi trao hơi ấm trong lạnh cam. Lặng lẽ mình em trong cơn mưa chiều nay, chỉ mình em với nỗi nhớ đông đầy. Phải làm gì để anh hiểu em vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn mong chờ anh trong nỗi cô liều. Phải làm gì để anh biết em vẫn còn tha thiết, vẫn mong anh quay về đây như lúc xưa. Một là hãy rời xa em, đừng đã đánh mất hy vọng, dù em đã rất cố gắng mơ mộng. Hai là hãy về bên em. Cái này chỉnh vậy mới đúng nè. Ơi à. Chán quá à. Tao mày đi chơi đi. Đi đâu quá? Khảo sát cái nhà. Ok. Đi. Hả? Ê, lên đây. Trời ơi. Ôi, đã quá. Mới. Nhanh lên.
Trời ơi, không ngờ luôn á má, sáng hay quá vậy. Quá hay, quá hay. Ủa, Duy với Hậu đâu rồi? Ủa, hồi nãy Hậu mà còn ngồi đây mà. Hả? I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep it going, keep it going, going, going. I got a little bit trash last night, night. I got a little bit wasted, yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little shit faced, yeah, yeah. Khoan đã. Hình như có cái gì nó nóng nóng nữa. Trời ha. Ủa mi, bộ nhà bà có suối nước nóng chảy qua hả? Đã vậy? Đâu có đâu. Hả? Cái này chỉ có đại ca chứ không có ai hết á. Đại ca làm phải không? Ấm mà. Khoan đã. Để chụp hình cho in. Đúng rồi. Hôm nay cảm thấy chuyên nghiệp cùng Khánh Hậu hơn. Gì nữa. Đi chết rồi. Ơ mà sư phụ ơi, hôm nay tập mệt quá. Qua quán bạch tôi mập chơi. Được rồi, đi. Hôm ấy hơn về trước nha. Mọi người qua bệnh chơi vui vẻ. Sao vậy? Hả? Qua đó chơi. Thôi đi, qua bạch tôi mập chơi. Thôi tự nhiên thấy đầu quá. Đi bao nè. Không. Đi. Thôi vậy nha Minh nha. Đi đi má. Sao vậy? Hôm nay miệng mầm sao vậy? Vậy nha, mọi người đi chơi vui nha. Thôi về nha, bye bye. Thôi, con kia. Giờ sao? Đi luôn sư phụ. Đi. Ok thầy. Thôi chắc nãy giờ mấy đứa mệt rồi. Thầy có chỗ này rất là ngon. Dạ. Đi không? Dạ đi. Ok. Mấy đứa chuẩn bị nha. Chờ một xíu. Thôi mình đi nè. Chỗ này ngon nhất của Sài Gòn đó. Thiệt hả? Thầy, lẹ đi mấy đứa. Dạ, lẹ. Em ra liền. Ủa thầy, giờ mình đi đâu vậy? Chỗ này là ngon nhất khu này. Mắc tiền hẻm luôn. Bự không thầy? Bự, cực kỳ bự. Mình đi ăn. Học xong rồi được ăn. Dạ. Này ngồi gì nữa, vô đi. Thôi vô đi. Em ngồi đây đi. Đắp bụng quá à. Thầy ơi, cho con hỏi menu ở đâu thầy? Ở đây không có menu, thầy nhớ hết. Mấy đứa muốn ăn gì? Ở đây thì ngon nhất là món hủ tiếu gõ. Các em ăn thử đi. Hủ tiếu gõ là gì thầy? Ủa thầy, tí nữa rồi sẽ biết. Cái đặc sản Sài Gòn này nói là ở đây hả thầy? Tưởng gì? Còn nói gì nữa hả? Thầy, đâu có gì đặc biệt đâu thầy. Rồi, chị bún đồ. Wow, ngon ghê á thầy. Thơm quá. Wow, khoan. Ngon quá. Bỏ mấy cái này vô ăn mới ngon nè. Trời ơi. Cái gì vậy nè? Miếng thịt
gì mà giống như miếng dưa leo đắp mặt của em ấy nhà vậy đó. Ngon quá à. Để mình chụp hình lại post lên Facebook. Mọi người cười lên nha. Hey, hey, chụp hình chụp hình. À... 1, 2, 3. Hai. Tiếp. Hai. Ok, ăn đi mọi người. Cô ơi, cho con hỏi bắt wifi này là cái gì hả cô? Hỏi chú rõ 1, 2, 3. Hủ tiếu gõ 1, 2, 3. Hủ tiếu gõ 1, 2, 3. Ừ. Hai biết bắt tiếng Việt không? Ừ. Ủa sao không có ta? Ui, điện thoại dởm thiệt. Ê, hủ tiếu ngon ghê ấy bà. Ngon quá à. Thịt của em. Cô ơi, cho con một phần coca với hủ tiếu lớn nè cô. Combo. Ừ, combo. Con phần combo mang về cô ơi. Trời thiệt luôn. Hơi. Bởi tôi nói. Hay sao? Ngon quá. Còn hai đứa? Dạ ngon. Ngon ha. Bữa nào bác dẫn đi ăn tiếp. Dạ khác nhiều. À, thôi ăn no rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc tập nhạc. Gì thầy? Con không tự tin là mình làm được. Có gì đâu. Hai ơi, cố lên. À, nói chung là thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp cho hai đứa. Tất cả mọi người cố gắng lên. Dạ. Trong đợt này chúng ta sẽ giành được giải. Thầy giúp tụi em nha. 1, 2, 3. Yeah. Vâng, người đàn đến bên cạnh, rời ấm luôn trái tim hiệu quen. Ngày dài quá anh tìm một giấc mơ có em. Dạo này Hưng nó làm sao á? À, nó có sao sao đâu. Vậy chứ vậy á, nó bận vậy á, nó bận nhiều quá. Kêu đồ ăn đâu, kêu ra đi. Ê, sao bữa hôm nay mày thấy có gì kỳ kỳ không? Tao thấy quán bà Tư hôm nay nó hắc ám sao mày. Không biết bà đâu rồi ta. Bà Tư Mập. Bà Tư Mập ơi. Bà Tư Mập ơi. Bà Tư Mập. Wow. Chào mừng các bạn đã đến với quán của bà Tư Mập. Nhưng mà tiếc quá, bà Tư Mập không có ở đây. Chỉ có bà Lệ Phi Sơn ở đây thôi. Đó sao?
Trời ơi, bà này ghê quá, sự thấy con tóc còn hoang hiền không? Trời ơi, ai như nó? Trời ơi, có cài vậy đó. Kinh dị. Bây giờ, tôi có muốn có ba lại với số. Tôi muốn ba tư mập. 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 Quá giờ. Giờ sao? Giờ mới đưa ăn cái gì? Menu nằm dưới bàn đó. Phải chỉ lúc đầu như vậy có phải tốt không? Chị ghét cưng. Cưng. Cưng nữa. Dạ cưng. Cưng đó. Wow.